cái tài khoản Gmail ở trên một cái máy điện thoại, mà cái tài khoản Gmail của họ nó vẫn còn, và mình mở được cái khóa màn hình và họ không thể nhớ được, thì chúng ta trước tiên đầu tiên thì chúng ta phải vào mục cài đặt này, chúng ta chuyển đến mục tài khoản, chúng ta vào tài khoản Google. Như vào tài khoản Google thì chúng ta trở lại để chúng ta xem trong đây là đang có bao nhiêu tài khoản nào. Đây. Thì chúng ta trở lại, chúng ta vào thêm tài khoản vào Google. Thì vào chỗ thêm tài khoản thì chúng ta có một mục như sau, như thêm tài khoản bình thường của hệ điều hành Android từ 5.0 trở lên, thì chúng ta nhập tài khoản chúng ta vào. Đây, chúng ta nhập tài khoản nào thì chúng ta ấn OK. Đấy, chúng ta ấn OK thì thiết bị nó sẽ mở rộng, mình đang nhập một cái tài khoản như bình thường. Còn không thì chúng ta có thể tạo một cái tài khoản mới ở dưới đây, tạo tài khoản mới. Ở đây thì hướng dẫn họ hướng dẫn rất chi tiết, tiếng Việt thôi, giờ tiếp theo. Nếu không mình có tài khoản cũ thì chúng ta nên tạo một tài khoản mới. Đây, ngày tháng chúng ta ghi ngày sinh tháng đẻ của mình vào thôi, cũng đơn giản thôi, có gì là khó. Năm thì chúng ta ghi 5 năm đây. Giới tính thì chúng ta ghi nam hay nữ. Chúng ta ấn tiếp theo. Chúng ta điều quan trọng là khi lập tài khoản chúng ta phải ghi là không thể đến chúng ta quên. Chúng ta mở cái máy mà có tài khoản Google thì có luôn. Mình vừa làm nhé. Mình biết bên trên thế nào thì ở dưới mật khẩu chúng ta biết lại như thế nha. Đấy, sang được đúng là được. Cái phần số điện thoại này, chúng ta xác định số điện thoại, chúng ta ghi số điện thoại các bạn vào đây thì họ gửi một cái tin nhắn về, mình cần ghi ở khẩu qua và tiếp theo tôi đồng ý. Đây là có một cái tài khoản này. Các bạn nên ghi tài khoản và mật khẩu ra một tờ giấy để không phải quên. Để chúng ta cách thêm tài khoản và lập tài khoản mới cho cái máy ở trong đấy ra một tài khoản. Chúng ta tiếp tục. Sau khi tới đây rồi thì chúng ta vào cái tài khoản Google. Chúng ta vào cái tài khoản này để chúng ta xóa tài khoản đi. Reset, chúng ta vào cài đặt đây, chúng ta sao lưu cài đặt lại, chúng ta reset cài đặt gốc, đặt lại mọi thứ. Thì khi cài đặt như này thì có máy Samsung thì nó không đòi hỏi là cái tài khoản bảo mật. Nếu mà cái máy này nếu mà đòi cả tài khoản bảo mật thì chúng ta sẽ phải mở. Nếu mà chúng ta không nhớ cái tài khoản đăng nhập thì chúng ta phải báo ra. Những cách phá thì cực kỳ khó khăn, phải kỹ thuật viên và các bạn nào phải mò tìm nhiều ngày thì mới ra được. Thank you.
Thank you.
đợi tí là nó lên thôi. Hy vọng là lên. Đấy đúng rồi. Đấy, chúng ta có thể ấn volume xuống để chọn chế độ factory không? Factory. Khi chúng ta quên màn hình khóa nha, chúng ta vào bên này. Chúng ta có tài khoản Gmail bên trong thì chúng ta bắt buộc vẫn phải khóa tài khoản Gmail. Đây là HTC khóa khóa màn hình này. Các bạn chờ bấm like.